Các bạn thân mến, hôm nay trưa mùng 8 thì hôm qua mấy kênh này đưa lên nhưng mà phát trực tiếp nên chả rõ. Hôm nay tôi quay để đưa mấy cây này cho nó cũng thế. Còn tối thì rảnh rảnh thì vẫn live trực tiếp. Hôm nay tôi vẫn đưa 4 cây, hai cây hôm qua này, hai cây này mới thì hôm qua chưa đưa này, hôm qua định đưa lên chưa. Còn mấy con kiến này thì 300 nghìn một tống kiến, có mấy bạn hỏi không ấy mà phải quay rõ này. Cây thứ nhất này nó được gần 1 gang này, các bạn, là 150.000, các bạn thấy chưa? Tôi không dùng đèn, thân của nó rất là đẹp các bạn. Cái này chưa có hoa, à cái thân năm trước đây thì như có một nốt hoa, còn thân năm vừa rồi đây là chưa có hoa này. Đấy, cây này là khá là đẹp này. Đấy, thân này như dạng thân trúc này. Lá nó rụng còn một lá thắt ngọn không gì, mùa này trồng rồi. Cái này 150.000 hình số 1. Sang hình số 2 là 200.000, cái này rất nhiều thân. Nó được khoảng 1 gang. Các bạn thấy thân nó cũng khá đẹp. Thì cái thân bên này, ngoài này nó gần gãy rồi. Đấy. Rất nhiều thân già. Lá như thế này. Thì cây này 200.000 được 1 gang. Đấy các bạn nhìn thân nó khá là đẹp. Thì tôi có quay rõ này. Cái hình số 2 anh nhỉ. Hình số 3 300.000, cây này nù này, cái này hôm qua đưa lên chưa bạn nào ấy này, nếu không bạn nào ấy thì tối nay cho đấu giá này. Nhiều khi chơi cho nó vui. Đấy các bạn thấy thân nó nù rất đẹp, hình 3 là 300.000. Cái này thì chưa có hoa. Đấy. Ở thân nù một tím này, tím bẩn bẩn này các bạn. Thấy chưa? Thì không biết là bắt hồng bắt bẹt cái gì đấy, người ta hay gọi là bẹt, thân rất nồi rất to. Đấy 300.000 hình 3. Cái này hình 4 hôm qua cũng đưa lên đấy này. Thì thân này nó ngắn hơn thân năm trước này, thân này thân nồi nó ngắn rất nhiều thân. Hình này 500.000. Như có thể là 450 cũng được. Đấy. Cái này thân này năm nay của nó chưa được 1 gang. Như dòng thân nồi đốt ngắn các bạn nhìn đốt đang ngắn xe hoa. Đấy hình 4 này là 500.000. Đấy mặt trước mặt sau này, không thì tối nay đấu giá. Hôm qua tôi định đấu giá nhưng ngồi một lúc chưa ấy. Đấy các bạn thấy thân nó đây, thân nổ rất ngắn, lá rất dày. Còn đây có một cái kiến thì mấy bạn hỏi thì hôm qua cũng đấu bớt rồi. Đây những cái kiến nổ rất ngắn, cái này các bạn thấy hình dung ngắn này. Một cái này là cái kỳ này, cái kỳ này nó cũng được khoảng 6-7 cm này. Còn đây con kiến nổ này các bạn này. 1, 2 này, 3 này, cái này thì nó ngọn nó thắt rồi nhưng nó rụng lá ngọn rồi. Cái này khoảng được 10 cm, cái này cũng rất là khá là đẹp, chưa có hoa. Đấy, thân đầy đây, 3 này, cái này thì thân vàng ươm nó bé tí, nó rụng lá thì cũng chả biết thân nó là 4 này, đây có một cái kia này, thôi kia không tính này, 5 này, con kiến này. Đấy, nhìn cái này nó được 6 7 không á? Mấy năm thì năm này. 6 này. Kiến này lá nó bị trụi hết này, con gì ăn hết này. Cái này nó được khoảng 4 5 cm này. 6 này, cái này thì xanh đét con bọ chét này. Nó bé tí nhưng mà chả biết xanh hay không. Thì bạn nào về trồng ấy thôi. Đấy, một cái đây nữa, cái đây thì tím này. Mấy cái 1 này, 2 này. 3 này. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. 7 con kiến và một cái này là cái kia này, 8 này, đây cái kia này. Đấy thì cái này là 300.000, bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Thì tôi cũng làm cái video cho nó có video thôi. Bạn nào sưu tầm thế, còn tối nay thì bạn ấy thấy rảnh rảnh thì cũng lên sóng tí cho nó khí thế. Đấy, bạn nào sưu tầm thì video của tôi làm đây kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.